là lý do mọi người hỏi Đức Phật là tu thấy gì, thì Đức Phật bảo tu không thấy gì, mà tu chỉ thấy nó vui, nó an lạc. Thông qua tu mà bỏ được tham, sân, si, mạn, nghi, giúp cho cuộc sống an lạc và vui hơn, thì đó gọi là tu. Mục tiêu của Đạo Phật là giúp cho chúng ta, hay còn gọi là tư tưởng này, là giúp cho chỗ con người tìm thấy sự an lạc trong hiện tại. Tuấn nhắc lại, an lạc trong hiện tại. An lạc trong hiện tại, chứ không phải là an lạc trong tương lai. Và an lạc là gì? Cái chữ an ở đây tức là chúng ta tìm được sự an lạc của chúng ta. Cái từ an ấy, tìm cái sự an yên ở cái tấm thân, và vui trong phần cảm xúc. An là ở phần thân, vui là ở phần cảm xúc. Cho nên cái sự an lạc ở đây có nghĩa là chúng ta không mượn tha lực để làm ra sự an lạc. Tôi lấy ví dụ, chúng ta uống chất kích thích để thấy mình khỏe, thì đấy không phải là sự an lạc, mà đấy là khoái lạc. Tức là chúng ta mượn cái chất kích thích để làm cho mình vui lên, thì đấy là khoái lạc. Hay là chúng ta đi vay tiền về để chúng ta sống, thì như vậy, để tiêu pha hoang phí, thì như vậy đấy là khoái lạc. Mà như vậy khoái lạc là dùng tha lực, mà đã dùng tha lực thì có vay có trả theo nhân quả của nhà Phật. Cho nên an lạc ở đây là bạn tự cân bằng được chính thân tâm của bạn để tạo ra sự an lạc, thì như vậy là gọi là an lạc trong hiện tại. Bạn muốn để an lạc được trong hiện tại thì về mặt lý thuyết có nghĩa là chúng ta chưa hành động gì cả, thì trong Đạo Phật có một phần gọi là tìm ra nỗi khổ. Trong nỗi khổ được chia ra hai nhóm nỗi khổ. Một là nỗi khổ của phần thân, bao gồm sinh lão bệnh tử, thì đấy là quy luật. Nhưng nỗi khổ của phần thân chính là phần bệnh. Cho nên bạn phải quán chiếu được vào phần thân mình để điều chỉnh được ăn uống cho nó cân bằng. Cho nên là việc đầu tiên là chữ an ở phần thân, thì chúng ta phải tìm ra nỗi khổ của phần thân. Có nghĩa là chúng ta phải tìm ra các căn bệnh của phần thân từ lúc mà mình cảm nhận được thân mình, chứ không cần phải đi bác sĩ. Tức là ở đây, mình uống rượu vào, mình phải thấy được tim mình đập mạnh. Mình uống rượu đến mức độ nhiều hơn một chút, mình phải thấy được là sự co giật ở thái dương. Thì như vậy, người đấy gọi là người tỉnh thức với thân mình. Hay là trong cơ thể mình, nó cảm thấy đau nhức cái phần nào thì mình biết ngay. Hay khi mà mình ăn uống cái gì vào mà nó khác biệt, là nó lạ chẳng hạn, là cơ thể mình nó cảm nhận được ngay. Hay là khi mình gặp phải vấn đề cơ thể nó yếu, thì mình kiểm định được khí của mình biết là khí nó đứt đoạn. Thì như vậy là chúng ta kiểm tra được nỗi khổ của phần thân, và đấy là phần lý thuyết. Sau đó trong thực tế thì chúng ta điều chỉnh lại kế hoạch ăn uống, tập thể dục, thì sẽ giúp cho cơ thể của mình khỏe, là nó an ở cái phần thân. Cái phần lạc tức là phần vui ở phần cảm xúc, thì chúng ta là phải tìm trong cảm xúc của mình xem nó có cái gì mà mình lo lắng, sợ hãi, buồn chồn, thất vọng. Tức là toàn bộ cái cảm xúc tiêu cực trong con người mình. Thì sau khi mình tìm ra đúng cái cảm xúc tiêu cực của con người mình, thì bắt đầu mình phải tìm xem nguyên nhân của cảm xúc trì trệ này nó đến từ phần nào ở trong tâm. Là do tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn hay tâm nghi. Tôi lấy ví dụ, hôm nay bị một người họ nói không tốt trong cuộc họp, mà rõ ràng họ nói đúng, nhưng mình về nhà mình cảm thấy vô cùng thất vọng và tức tối, thì ở đấy là mình bị tâm mạn. Rõ ràng họ nói mình đúng nhưng mình không chịu, cảm xúc của mình vẫn cảm thấy thất vọng vì ông ta làm cho mình mất mặt. Thì như vậy là tâm đấy gọi là tâm mạn. Từ tâm mạn nó chuyển sang tâm sân và thù hận cái người nói mình. Thì mình biết cái tâm của mình nó như vậy, thì sau đó mình dùng bát chánh đạo để mình nên kế hoạch để sửa cái tâm mình. Và sau đó chúng ta điều chỉnh toàn bộ ngôn ngữ. Điều chỉnh đầu tiên là chánh kiến, xong điều chỉnh lại cái tư duy gọi là chánh tư duy, xong chánh ngôn, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì cái đấy là điều chỉnh bằng bát chánh đạo trong đời sống. Và khi mà chúng ta lập được kế hoạch điều chỉnh thông qua bát chánh đạo, thì đến lúc mà ra ngoài đời thì chúng ta kiểm soát được cảm xúc của mình.
thì như vậy sẽ giúp cho mình an lạc. Đó là lý do mọi người hỏi Đức Phật là tu thấy gì, thì Đức Phật bảo tu không thấy gì, mà tu chỉ thấy nó vui, nó an lạc. Thông qua tu mà bỏ được tham, sân, si, mạn, nghi, giúp cho cuộc sống an lạc và vui hơn, thì đó gọi là tu. Vậy thầy nhắc lại một chút để Ento FC nắm được, bạn làm gì thì làm, điều quan trọng nhất là bạn phải cảm thấy an lạc trong hiện tại. Vì vậy nếu bạn quá chấp vào tương lai mà làm cho hiện tại của bạn bị mất, mất hẳn chất lượng cuộc sống, thì bạn phải biết điều chỉnh để tìm về hiện tại. Nếu như bạn có cái thù hận trong quá khứ mà làm cho bạn mất an lạc trong hiện tại, thì bạn hãy xóa cái quá khứ ấy đi để chúng ta không bị mất hiện tại. Như vậy nếu an lạc trong hiện tại là đích, vậy nếu chúng ta không cần bất cứ một pháp tu nào mà chúng ta đã an lạc trong hiện tại thì chính là bạn đang ở Niết Bàn rồi đấy, chứ không phải Niết Bàn ở một nơi xa xôi nào cả. Niết Bàn ở ngay trong chính chúng ta, ngay trong chính thời khắc này. Niết Bàn là một trạng thái an vui của tâm, an lạc của tâm. Rồi nếu mà bạn cảm thấy không được an lạc vui trong hiện tại thì bạn tìm nguyên nhân. Nếu nguyên nhân của phần thân nó yếu, nó đau, làm cho bạn mất an lạc, thì bạn ngay lập tức biết cách điều chỉnh lại chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập thể dục, làm việc, thì bạn sẽ tìm được sự khỏe mạnh trong phần thân, là tìm được sự an. Tiếp theo, nếu mà phần cảm xúc mà làm cho bạn không vui, tức là gì ạ? Không tìm thấy lạc, thì bạn sẽ gì ạ? Điều chỉnh lại cái phần tâm của mình để làm sao chúng ta đối mặt với nghịch cảnh mà chúng ta vẫn chấp nhận được nghịch cảnh, đối mặt với những cái thứ mà thuận cảnh chúng ta vẫn giữ được cảm xúc của mình bình thường mà không bị vui quá trớn. Thì như vậy là chúng ta tìm ra những cái vết bệnh của phần cảm xúc, mà nguyên nhân của bệnh cảm xúc nằm ở tâm, và sau đó chúng ta biết tâm của mình ở đâu thì chúng ta dùng bát chánh đạo để điều chỉnh mọi hành vi của mình trong đời sống. Như vậy bản chất đạo Phật rất đơn giản: tìm được căn bệnh của thân, của cảm xúc, và tìm về nguyên nhân từ tâm, rồi dùng kế hoạch vận hành, thay đổi kế hoạch hành động của mình trong đời sống để dần dần lấy được trạng thái cân bằng để thân tâm an lạc. Thì đó chính là cách nghiên cứu của đạo Phật. Còn cụ thể hơn, đọc sách gì, nghiên cứu cái gì, thì thưa các bạn, thì trong đạo Phật chỉ có 3 pháp tu chính thôi. Một là đích của đạo Phật là an lạc trong hiện tại. Sau đó bạn dùng 2 phương pháp. Một là tứ diệu đế, chính là pháp tu lý thuyết, và tứ niệm xứ, chính là pháp tu thực hành thông qua thiền. Rồi 2 pháp tu đấy thì bạn xả thiền ra, cuối cùng còn lại bạn điều chỉnh toàn bộ kế hoạch sinh hoạt, làm việc, ăn uống, lao động trong đời sống để tìm về sự an lạc trong hiện tại. Đó gọi là tìm về Niết Bàn.